Xin chào quý anh chị và các bạn đã đến với buổi tập nốt intro. Bài hát được mang tên Love You More Than I Can Say và Khánh Donny đóng nốt cho từng cái nốt rất là chi tiết để giúp chúng ta làm sao làm quen với những hợp âm, ngón tay chúng ta nhanh hơn và cũng như là tập nốt được tốt hơn. Những cái nốt này là những cái intro khác chúng ta sẽ tập rất là dễ và đến ngay với cái intro này luôn nha. Mọi người xem hết clip dùm Khánh nha. Thank you. Tập thôi để tiến bộ nào. I love you try so much tomorrow. Oh, oh, love you more than I can say. Da 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 da. Rồi, mọi người sẽ thấy không ạ? Đối với cái intro này Khánh dùng ở giọng có hai cái hợp âm thôi là la thứ và đô trưởng. Tuy nhiên là cái ngón tay chúng ta phải nhanh và chúng ta phải có đồ tập trung nữa. Thì mới đầu tập thì chúng ta phải tập chậm trước. Đô trưởng đã xuống nào. La đô la son mi đô mi. Mi là dây 1 và dây 5 nè ha. Mi son. Rồi chúng ta bắt đầu nhanh hơn. La đô la son mi đô. Son là dây 3 nè. La là dây 3 với dây 5. La, la, son, la. Wow, wow, yeah, yeah. Chắc đã. Nếu mà chúng ta là người mà mới tập á, ở đây Khánh biết là tất cả anh chị các bạn là những người mới tập rất là nhiều. Vì vậy Khánh làm những cái nốt rất là đơn giản. Khánh không thể làm phức tạp được. Tại vì chúng ta là người mới mà. Mới thì cần phải đánh chậm, đúng không? Vậy thì đánh chậm thì mọi người phải lấy đàn ra ghi chú lại chút xíu. Và Khánh sẽ nói chậm. Và cũng như là tập thì chúng ta phải kiên nhẫn cho cái tay chúng ta nó lanh. Đó, rước vậy nè. Mi. Mi hả? Là. Nhưng mà chúng ta phải tập từ từ nó chậm. Rồi nó từ từ, nó chậm là nó mới thành nhanh được. Đúng không? Rồi, với cái điệu bebop thì chúng ta cũng phải tập vậy luôn. Còn những cái sự sáng tạo khác thì cái tay chúng ta quen rồi chúng ta bắt đầu biến tốt nhịp. Bùm, chách, tập, chách nha. Nhịp 24. Wow, wow, yeah, yeah, chất, bùng chất, đập chất. I love you more than I can say. I love you try so much tomorrow. Bùng chất, đập chất. Phải không? Rê thứ, rê chất, đập chất. Son chất, đập chất. Rồi tập cho cái tay nó quen. Phải kiên nhẫn tập thôi quý anh chị các bạn ạ. Đó, nó hay, nó quen à. Và cái điệu rất là vui nhộn này là điệu bebop disco. Đó, nhịp 24. Rồi anh nói nốt là vì cái nốt là cái quan trọng mà chúng ta tập intro mà. Đó. La, do, la, son, mi, do, mi. Mọi người thấy dùng ngón tay mà móc cho nó đúng luôn nè. Do, mi. Đó. Mi. La đô la son mi đô mi son. Không, ngón áp út dùng đúng nè. Son. Cái này chúng ta tập từ từ nó quen à. Son. La la đô. La la đô la son mi đô mi. La la son la. Son la đô re mi son. La la đô la son mi đô. Khánh làm rất là nhẹ nhàng. Bởi vì sao? Bởi vì Khánh tập nhiều hơn các anh chị các bạn. Khi mà Khánh soạn ra cái intro này đó là Khánh phải nghe rất là nhiều. Bên cạnh đó thì Khánh phải ngồi sắp làm sao mà cho anh chị dễ hiểu nhất. Và cái tay mình đi
nó lả lướt như thế nào, nó slide như thế nào, sắp làm sao mà nó nhanh gọn và nó hợp lý hợp tình nhất cho các anh chị các bạn tập, nó nhuần nhuyễn. Cái việc mà soạn ra một cái bài như vậy nó khá là cực, nên là bài cho anh chị các bạn thấy nó đơn giản như vậy thực sự tập nó rất là khó chứ không hề giỡn đâu, tại vì cái mà chúng ta tập là nó chưa quen thôi. Cái nhịp nữa nha anh chị. Wow, wow, yeah, yeah. Các anh chị các bạn cứ tập chậm nè, đập chậm. Đọc nó xíu. Đó, tập chậm đừng nói như vậy là thành công. Tuy là một cái intro ngắn nhưng mà Khánh hy vọng là các anh chị bạn cứ tập. Phải làm, phải thực hiện thì nó mới hoàn thành, hoàn thiện mình được. Chứ không phải là mình ngồi mình nhìn là nó hoàn thành đâu. Một lần nữa chúc cho mọi người có nhiều niềm vui. Chúc mọi người tập được những intro rất là hay. Nhớ đăng ký theo dõi kênh, share về từ nhà mình để lưu trữ lại. Đó, chúc sức khỏe, chúc vui vẻ đến toàn thể quý anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký theo dõi kênh ở nhà, đăng ký theo dõi kênh để nhận được những clip mới hơn và tập guitar được tốt hơn, hay hơn. Xin chào.